Rồi, xin chào mọi người, shop STN ở đây, Lưu Nguyễn xin chào mọi người nha. Sau đây làm giới thiệu con lọc nước ion kềm, con này hiệu National, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Thì nói tới lọc nước ion kềm, thì cái tính chất đầu tiên của nó là lọc nước, sau đó mới tạo ion âm và tạo ra hai dòng nước có tính kềm và có tính axit. Nước có tính kềm thì dùng để đưa vào cơ thể mình uống. Còn nước có tính axit dùng để tẩy rửa, vệ sinh rất là hữu hiệu. Đó. Đây, trên mỗi máy mình sẽ phụ đề tiếng Việt lên. Đây. Rồi thì nói qua về cái lọc nước thì lọc nước nào đi nữa nó vẫn là lọc nước đầu tiên. Cho nên khi bạn xài cái máy lọc nước ion kềm á thì nó sẽ do cái nước thủy cục của mình nó không có chuẩn như nước thủy cục ở một số quốc gia khác. Cho nên khi đem cái sản phẩm của nước khác về thì cái việc đầu tiên là mình sẽ tạo cái nguồn nước đi vào máy nó tương đối chuẩn giống như ở quốc gia đó. Vì vậy khi mà lắp cái lọc nước ion kềm thì ngoài cái lõi lọc nano của máy thì còn có một cái bộ lọc thô và thêm một lọc ô ép ở bên ngoài. Thì cái cục lọc thô, ba cục lọc thô hay cục lọc ô ép nó vẫn phải thay định kỳ. Là lọc thô thì 4 tới 6 tháng phải thay một lần ba cái ruột của này. Còn lọc ô ép thì có thể 8 tháng tới 1 năm thay một lần. Đó là lọc nước, tại vì lọc nước thì nó vẫn phải qua những màng lọc, cái cơ bản của nó đi giống nhau hết. Cho nên có nhiều khi các bạn đi mua một cái lọc RO một thương hiệu nào đó 7-8 triệu gì đó hay là 4-5 triệu gì, các bạn cho nó là xịn. Rồi xong bạn về bạn xài. Rồi bạn bỏ qua những thông số ở trên máy người ta ghi. Ví dụ như bạn mua cái RO đi. Trên máy có ghi là bao nhiêu tháng bạn phải thay lọc thô, bao nhiêu tháng bạn thay tiếp mấy cục lọc khoáng ở trong. Khi mà mở cái máy RO ra, bạn thấy ở trong nó có rất nhiều cục lọc, nhưng cơ bản của nó chỉ có lọc thô màng RO là làm nhiệm vụ chính, còn một số cấp lọc khác xung quanh đó chỉ là những cọc bù khoáng hay là tạo kềm nhân tạo thôi. Rồi các bạn mua về bạn thấy nguyên cái tủ nó rất là đẹp bự đó, các bạn xài vô tội vạ luôn, 1 năm 2 năm bạn cũng không chịu thay trong trọng, bởi vì mỗi lần thay bên hãng người ta báo xuống 1 triệu, 1,1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó, bạn cho nó là mắc. Rồi bạn thấy ô cái máy nó bự vậy, quá trời cục lọc, cứ để nó lọc xài, vô tình bạn uống toàn là nước có tính axit không và nước không sạch. Và bạn cứ nhìn bề ngoài, ồ một cái máy to, chắc ở trong nó nhiều cái lọc, nó lọc dữ lắm. Thực ra những cái máy đó đều phải thay định kỳ 4 tháng, 6 tháng, 12 tháng đều phải thay, nhưng có bạn không thay thì coi như là không có, bạn đang xài một cái nước gần như là nước từ thủy cục vào trực tiếp. Và nhiều khi nó còn gây hại, nó bị những chất cặn bã nó đóng trong đó rồi nó cứ hình thành cái chất gì đó. Rồi bạn cứ mở ra bạn cứ xài luôn luôn, xài vài cái nước nước từ trong những cái cục nó trữ lại đó. Tại vì lọc nào nó cũng có một cái nguyên lý của nó và vẫn phải thay ruột lõi lọc thường xuyên. Cho nên có nhiều khi bạn xài xong cái RO bạn cứ thấy như vậy bạn không thèm thay, qua tới lọc kềm cái bạn cứ phải thay mấy cái cục lọc đầu tiên này nọ. Bạn nói là lọc ion kềm nó không tốt, nó này thế kia, nó cũng tốn, giống như kia không có cái lọc nào mà mình xài mình không phải thay lõi lọc hết. Ion kềm nó tiến bộ hơn, nó khác hơn cái chỗ nào, cái chỗ đó là tạo ion âm và tách ra hai dòng nước, nước kềm và nước có tính axit để mình sử dụng vào hai mục đích khác nhau. Còn những máy lọc RO cơ bản nó lọc ra nước trơ, nó giữ sạch khoáng lại hết, nó lọc ra nước trơ. Rồi vì cái nước trơ nó không tốt cho sức khỏe, họ mới làm thêm 7 8 cấp lọc, hay đôi khi cộng dồn vô nó thành 13 15 cấp lọc chỉ để một chức năng duy nhất, đó là tạo kềm nhân tạo thôi. Thì trôi qua vài 4 5 tháng nó cũng hết, các bạn phải bổ sung, không thì các bạn vẫn sử dụng cái nước không tốt. Cho nên khi mình sử dụng sản phẩm nào mình hiểu rõ về nó là mình sẵn sàng sử dụng rất ok. Rồi quay lại chiếc máy này, anh sẽ test ra. Đây, ngoài chức năng lọc mình đã xử lý qua các bộ lọc, các lõi lọc này nọ để ra cái nước tốt để tương đối sạch đi vào đây. Thì nhiệm vụ của máy này nó sẽ tách ra hai nguồn nước. Nguồn nước này có tính kềm tốt cho sức khỏe, nguồn này có tính axit để dùng để tẩy rửa này nọ các thứ. Và cái cách nhận biết của nó có tính kềm hay không thì mình học phổ thông mà đã biết rồi, dùng quỳ tiêm giấy hoặc quỳ tiêm nước. Quỳ tiêm nước thì nó sẽ phản ứng nhanh và nên mình nhận nhanh, còn quỳ tiêm giấy thì nhiều khi mình nhỏ vô rồi mình để giấy nó phải rất lâu mình mới quan sát nó mới chính xác được, còn nhỏ vô cầm giấy lên liền nó chưa được, tại nó có qua một lớp giấy nữa, nó thẩm thấu đồ nữa. Đây, nước có tính kềm và nước còn lại sẽ có tính axit dùng để tẩy rửa. Đó, hai cái dòng nước khác nhau để mình sử dụng, mình đưa vào cơ thể. Cho nên em làm cái clip này để mình phân biệt rõ khi mình sử dụng các sản phẩm nào thì đều phải tuân thủ theo cái thông số của nhà sản xuất.
vì mình không tuân thủ đó thì cái máy mình trở nên vô dụng. Một cái máy mà bạn mua 7-8 triệu thì trong đó bao nhiêu chi phí nhà máy sản xuất, rồi những cái showroom lớn này nó phải có mặt bằng, rồi marketing này nó các thứ. Cho nên bản thân của những máy đó, bạn đừng nghĩ nó 7-8 triệu thì bạn sẽ có được cái sản phẩm, nó phải lọc cho bạn thời gian rất lâu, không có, nó vẫn phải tuân thủ nguyên tắc đó. Cho nên nhiều bạn xài ion kềm xong một thời gian phải thay lọc thô, phải thay lọc nano thì lại kêu trời kêu đất, nó cái này nó cũng phải thay, nó cũng tốn tiền. Tất cả nhiệm vụ của máy lọc ion kềm đó là lọc nước và sau đó làm nhiệm vụ tách ion âm và các nước kềm tốt cho sức khỏe. Những máy khác thì không làm được cái điều đó, làm được thì phải phải tốn thêm qua ba bốn cục lọc kia. Tính ra chi phí để thay lọc thô với lọc ấy của máy ion kềm vẫn rẻ hơn cái kia nhiều. Cho nên có nước sạch vẫn phải qua các hệ thống lọc. Rồi, xin chào các bạn.